Chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình lại chia sẻ cho tất cả các bạn một cái mẹo, đó chính là sửa cái ống nước mềm này nhé. Và để lâu năm ấy nó bị nứt, hoặc là nó có thể vướng vào cái gì nó bị rách mất một lỗ như thế này và nước nó xì tung tóe ra. Cái ống nước như thế này mà các bạn mà vá thì cũng không thể nào mà vá được đấy, nếu mà vá thì nó cũng không được lâu và ít bữa thì nó cũng nhả ra thôi. Đây đó thì các bạn lấy rồi các bạn cắt luôn đấy, bạn cắt nó ra, cắt ngay chỗ cái chỗ bị xì nước ấy. Mình đã cắt nó ra rồi. Để như thế này thì mình không thể nào mà nối được. Nhưng mà nếu bạn áp dụng mẹo này thì bạn sẽ nối được nhé. Ví dụ như cái ống nước này là ống nước 21 nhé. Thì các bạn sẽ kiếm một cái ống nhựa 21 này. Nếu mà các bạn mà để như thế này đấy, nó cũng khó dắt lắm. Nó cũng khó dắt lắm nhé các bạn. Cái ống nhựa này cũng 21 và cái ống này cũng 21. Thế là cái diện tích của nó bằng nhau, các bạn không thể nào mà nhét vào được. Kiểu lúc các bạn cố nung như thế này nó có thể trật và nó đâm vào tay này, rách tay này đấy. Đó là nguy hiểm đấy, nếu các bạn cẩn thận nhé. Các bạn xem xong video này thì chắc chắn các bạn sẽ biết được hai cái mẹo rất là hữu ích luôn. Cái đầu tiên là mình sử dụng cái ống nước này, mình sẽ cắt ra một khúc nha các bạn. Giờ ta có thể lấy ống bật này, ống bật khò này đấy, hoặc là một cái máy sấy này. Các bạn khò như cắn thế nào để cho nó khỏi cháy nhá, cảm giác mà cái ống khò này nó mềm là được. Đó, chúng ta nung nó vào như thế này nhé các bạn. Đó, nung nó vào một khúc đi, vừa nung vừa xoay. Đó, giờ mình rút ra. Đấy, giờ mình sẽ sấy cái đầu này. Sấy của mình rất là nóng nên là mình sấy một tí thôi là nó quẹo lại ống nhựa lại rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, các bạn làm như thế nào này? Cho cái đầu ống nó bị bóp lại một tí này. Đó, cái đầu này nó bóp rồi á thì nó rất là dễ vào này. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta để như thế này để chúng ta nhét vào thì nó rất là khô và nó rít. Đấy, không còn nước nôi gì, nó khô đồ rít thì rất là khó bỏ vào nhá. Mình sẽ dùng thêm một ít nhựa, cái ống dẫn nhựa này này. Mình đổ vào đây. Đó, mình bôi, thò ngón tay vào, bôi. Đấy, các bạn có thể bôi hai đầu và một đầu cũng được. Bôi cho nó trơn nhá. Khi mà có cái keo này vào á, nó rất là trơn luôn. Đấy, nó sẽ hỗ trợ được cái cây này nó vào rất là dễ. Nó sẽ không bị khô, bị rát rất là rất là dễ luôn nha các bạn. Đấy, giờ mình sẽ bỏ vào này. Khi mình bỏ vào thì kéo khô thì nó sẽ chắc chắn luôn, cực chắc chắn luôn, 100% chắc chắn luôn. Có những bạn là chia sẻ cái cách gắn cái ống này này, nó để khô như vậy nhét vào luôn, sau đó lấy dây đồng đi buộc lại, dây kẽm đi buộc lại. Nhưng mà thực sự nó cũng chắc, nhưng mà nó rất là nguy hiểm, bởi vì là lúc mình kéo nó sẽ vướng một chỗ này chỗ kia, hoặc lúc mình kéo không may nó cái sắt cái đồng nó vướng vào tay là mình sẽ bị rách tay, rất là nguy hiểm. Đợi lúc keo nó khô thì mình sẽ test thử cho các bạn nha. Nước nó không bao giờ rò luôn. Đấy, các bạn có tút ra như thế nào cũng không thể nào mà tút được luôn. Đấy, chỉ có một cách là các bạn hơ nóng lên rồi các bạn cho cái nhựa nó chảy ra. Thì lúc đó thì các bạn mới có thể tút được cái ống nhựa ra thôi. Đó. Rồi, còn đầu bên này thì các bạn làm tương tự như vậy nhé. Mình vừa nối xong cái cây bên cạnh luôn. Các bạn nhìn xa thì các bạn không biết là cái ống này đã nối đâu nhé. Đấy, mình gắn ống nhựa PVC như thế này thì nó cũng có một cái xác suất, đó là nó không được an toàn, để về lâu về dài thì nó có thể bị ỉu đi á, lỡ chân mà mình dậm phải á thì nó lại vỡ đi, mình lại phải làm lại nữa. Thì mình sẽ có một cái cách nhá, nối hai cái đầu này lại với nhau nhá, mà không cần đến ống PVC nhá. Hay thì các bạn phải cắt đi, đó, cắt xiết một đầu như này, đó, một đầu ống các bạn cắt xiết như vậy. Thì đầu này mình cũng phải cắt xiết giống như vậy luôn nhá mọi người. Thì đây, giờ mình sẽ cắt ra, đó, mình sẽ cắt cái này, mình sẽ bôi bên trong nhá. Một cái là mũ bôi ở phía trong này. Đó, một cái là các bạn bôi bên ngoài này. Đó, giờ chúng ta sẽ nhét nó vào nhá. Nó rất là dễ vào luôn. Nhét vào như vậy là được. Bắt buộc phải cắt như thế này nhá. Đó, khi nhét vào, nó kết hợp cả keo nữa thì các bạn có thể dắt được vào rất là sâu luôn. Và rất là chắc chắn luôn. Bởi khi xem xong video này thì các bạn thấy nối ống nước dễ như ăn cháo đấy các bạn này. Đây là cái cách nối ống nước là đơn giản nhất luôn này. Gọn lẹ nhất này mà không cần đến ống PVC này. Đó, cái này thì cho dù các bạn có dậm như thế nào thì nó cũng không có vỡ được nhé. Ống nó cũng dẻo rồi. Đây, còn cái đầu như thế này thì vẫn có thể là áp dụng để nối được. Nhưng mà về lâu về dài thì nó không có được đảm bảo an toàn. Lúc mà mình mà lỡ tay, lỡ chân mà dậm phải thì nó lại vỡ mất. Đấy, thì đây là hai cách nối mà hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn. Nếu các bạn mà thấy hay thì hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn.